chú sẽ qua mặt để cho cái chiếc phía sau nó đi lên nha các bạn, chơi chơi các mặt người ta luôn các bạn. Rồi giờ thì cái chiếc phía sau nó lại vượt mặt lên nữa rồi các bạn. Cái chiếc này có cái màu sắc rất là rực rỡ nha. Đó, có cái phần đầu cái mũi thì màu vàng nha, phía dưới màu xanh. Đó. Vừa cái mặt nước vừa chạm tới cái màu xanh luôn các bạn. Ngang giữa màu xanh và màu vàng. Rất là dữ tính nha. Cười suốt. Đó, khi nãy thì chen lắng, bây giờ thì phải đi ra phía sau nữa kìa các bạn, bị người ta chen lên hết rồi, nên mình tốt nhất mình đừng nên chen lắng, chứ làm cho mình bị chậm lại thôi chứ không có nhanh nổi đâu, có khi còn gặp sự cố còn phải thiệt hại về tài sản nữa. Ôi, mày quá trụ ga ta. Bên cầm hai cái trái đồng. Qua hộp gỗ máy của nó thì to kinh khủng các bạn. Đây có một gỗ máy. À, chiếc này An Giang các bạn. Gần ở quê mình thì ở Kiên Giang. Thường thì chiếc nào cũng có một cái miếng ở phía sau đó để chắc để dành để rửa chén rửa bát gì các bạn, miếng sắt nhỏ phía sau đó. Đa số thì toàn xà lan không ha. Này là trong ngày hôm nay thôi, mấy ngày trước thì có đầy đủ hết, cây okay, tàu gì cũng có hết. Cứng chứ lại không quá cứng. Này chiếc xe lan cũng khá là to đây. Không biết qua như thế nào đây. Khi mà có một chiếc xà lan đi qua thì phải có một cái người đứng ở phía trước mỗi người các bạn để tránh sự va đập. Người phía trước thì phải cầm cái bánh chế độ mà để xuống để tránh sự va đập các bạn. Bơi mũi bệnh cái gì? Ủa? Ôi trời.
hiểm ha. Rồi chú gặp rất là may mắn các bạn. Rồi cùng xem chiếc xà lan tiếp theo nha. Chiếc này ngập ngang con mắt. Từ từ vô ha. Một chiếc hũ hết ga nữa các bạn ơi. Chiếc này từ đời cổ hay sao các bạn, không còn thấy lớp sơn nữa, chỉ còn thấy lớp sét thôi. Chiếc này khá già đó các bạn. Rồi chú không nhìn ở phía trước mình phía sau không ta, nó cũ kỹ cả móc méo lẫn chừng rồi lá vỏ cũng ghê chứ. Rồi chiếc này cái mũi nó bị làm sao vậy, nó có chịu rồi. Mình biết tài được. Chiếc xà lan này cũng khá là lớn đây. Còn cách khoảng 2 gang tay nữa là đụng cái cửa cấm nha. Kịch tính, quá hoành tráng. Trời, cái bánh xe nó dảnh luôn kìa các bạn. Quá dữ dội. Chiếc xà lan chở cẩu ở đường rồi. Chiếc này nó bị mớp cái đầu hết trơn kìa các bạn, cái mũi chứ. Ồ, chiếc này có cái cabin rất là cao nha.